Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành điểm nóng ma túy của Việt Nam. Một số người nước ngoài lập công ty Bình Phong để núp bóng tội phạm. Chưa bao giờ số lượng ma túy bị thu giữ lớn như năm nay. Đây là nhận định của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 thuộc Bộ Công an khi thông tin về kết quả phòng chống tội phạm ma túy năm 2019. Do chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu vực, tình hình ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 23.328 vụ với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 1.222 kg heroin, 6.253 kg và 1.053.099 viên ma túy tổng hợp, hơn 614 kg thuốc phiện và 768 kg cần sa. Số lượng ma túy năm nay bị bắt giữ cao gấp 5 lần so với năm 2018, là năm thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay. Địa bàn hoạt động chủ yếu của tội phạm ma túy trong năm nay có chiều hướng chuyển dịch về thành phố Hồ Chí Minh. Ma túy được sản xuất tại khu vực Tam Giác Vàng, sau đó vượt biên giới vào Việt Nam và sau đó sẽ được xuất đi Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Úc, Mỹ, Canada bằng nhiều đường khác nhau. Một cái thành phố trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước, cảng biển rất lớn. Thế thì chúng lợi dụng cái chính sách thông thoáng của chúng ta là luồng xanh, luồng đỏ, luồng vàng, nó xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, nó giấu ma túy vào đây. Thực tiễn qua công tác đấu tranh thì nó đa dạng hóa giấu ma túy vào rất nhiều các loại hàng hóa để xuất nhập khẩu. Ví dụ như là giấu vào trong cái gói trà, ví dụ như là gói vào trong các hạt nhựa, giấu trong các hạt nhựa, nó rất giống ma túy đá, hạt nhựa rất giống ma túy đá. Liên quan đến hiện tượng ma túy trôi dạt vào bờ biển ba tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, đại diện Cục C04 cho biết, lô ma túy này là bánh heroin theo mẫu bình thường của khu vực Tam Giác Vàng. Ma túy này có thể từ nước ngoài đưa vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam vận chuyển đến nước ngoài. Quá trình vận chuyển trên biển bị rải ra. Nguồn gốc cái can này thì không phải ở tại Việt Nam, mà đều tra ra nó ở khu vực Malaysia. Đấy, nên là khẳng định cái nguồn hàng này là từ ngoài, nó ở nước ngoài, hoặc là từ Việt Nam đưa đi nước ngoài. Thì các cái loại can thì nó cũng vô cùng nó đưa đi. Nhận định nhiều khả năng là tất cả các lô ma túy này nó cùng có một nguồn gốc, một cái tàu của tội phạm, đường dây tội phạm bị đắm thôi, thì nó giạt vào. Cũng trong buổi thông tin kết quả phòng chống tội phạm ma túy năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, Cục đang tập trung triển khai tấn công, trấn áp tội phạm ma túy dịp Tết Nguyên đán 2020. Đợt cao điểm trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 và kết thúc vào ngày 14 tháng 2.